Cao điểm bà con xuống giống vụ ngô đông xuân. Mới nhỏ sáng nay, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Vượng sẽ tư vấn cho bà con về giống ngô và cách canh tác thu hoạch sao cho hiệu quả nhất. Ngô trồng trên các cái địa bàn khác nhau thì bà con có thể có những cái giống khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi cũng được biết là giống NK7328 là một giống ngô mà có cái tính thích ứng rất là rộng, tiềm năng năng suất cao. Bắp tươi có thể đạt từ 17 đến 18 tấn trên 1 hecta và hạt có thể đạt từ 9-10 tấn trên 1 hecta. Giống này có một cái đặc điểm là chống chịu bệnh rỉ sắt và chịu được khô hạn, cho nên chúng ta có thể trồng ở các cái vùng đồi núi như ở Sơn La, Điện Biên, Lai Châu là rất tốt. Và giống này có một cái đặc điểm nữa, đó là trong giai đoạn thu hoạch thì lá vẫn còn xanh, cho nên chúng ta có thể tận dụng làm thức ăn cho gia súc, châu bò. Và màu hạt của nó là màu vàng đỏ, và cái tỷ lệ hạt là rất cao. Về mật độ, cho giống NK7328 nói riêng, các giống ngô khác nói chung thì chúng ta nên trồng mật độ thưa 70 x 25, và nên trồng một hạt trên một hốc, tránh 2-3 hạt rất là tốn giống. Tại sao chúng ta phải trồng thưa là bởi vì trồng thưa sẽ tránh được rất hạn chế rất là nhiều bệnh hại ngô như là bệnh khô vằn, bệnh rỉ sắt, và đặc biệt là làm cho cây khỏe và chống chịu sâu bệnh cũng như chống đổ rất là tốt. Thứ hai là chúng ta cũng hạn chế giảm được cái lượng phân bón, đặc biệt là giống trong gieo trồng. Và sau đó thì chúng ta phải chăm sóc ngô theo các cái quy trình khuyến cáo và tăng cái hàm lượng phân hữu cơ cũng như là phân kali. Tùy từng điều kiện ở các nơi, chúng ta có thể bán các cái bắp tươi nếu như chúng ta có điều kiện. Tuy nhiên nếu như chúng ta mà không có điều kiện bán bắp tươi thì chúng ta khi mà thu hoạch thì chúng ta phải phơi sấy đảm bảo cái điều kiện độ ẩm của hạt ngô là từ 13 đến 14%. Trong quá trình bảo quản thì chúng ta cũng phải kiểm tra xem có bị mọt hay không để chúng ta quyết định cái thời điểm bán và tránh cái mọt hại ngô trong cái giai đoạn sau thu hoạch. Chúc bà con thành công.